con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Cho chàng dân lao muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình, sống thanh cao gương mẫu cha thiết tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
chúc các anh chị luôn luôn yêu thương nhau. Và với quý bà và anh chị em, chúng ta đến đây để chung vui với người con của mình, người cháu của mình. Cái chung vui của người Kitô hữu chúng ta là cái vui thánh thiện. Ước gì những lời cầu nguyện của chúng ta trong thánh lễ hôm nay để giúp cho hai các anh chị là con cái của chúng ta được trọn vẹn, trung tình với nhau cho đến trọn đời. Rồi chúng ta cũng như là xem lại gia đình của chúng ta. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa cho chính bản thân gia đình của chúng ta hôm nay lại được có thể chấp nối lại, có những điều gì chưa đạt được, nó đã đạt được thì xin Chúa cũng chấp nối lại để gia đình chúng ta sống trong yêu thương để niềm vui trong năm mới này của chúng ta được một ngày của tốt đẹp hơn, mà mong đến một cái mùa xuân cuối cùng trong đời của chúng ta đó là vĩnh cửu, cuộc sống vĩnh cửu bên Đức Chúa. Vì trời Thiên Chúa trên ta tầng trời, ngài đã xây nên cho người thiện tâm, chúng con là người Chúa, chúng con chung cùng Chúa, chúng con người lạy Chúa, chúng con Chúa đã nói rằng
con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy làm tha cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Giờ đây không phải vì tham mê dục dục mà con cưới em con đây, nhưng vì lòng chân thành, xin rủ lòng thương xót con và nàng, xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già. Họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời Chúa. Để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang.
và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mọi người cho anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Chúng ta nhớ bây giờ nào của nào tiền đấy,
là tiền nào của đấy, nghĩa là đồng tiền nó đi với cái thực phẩm của chúng ta thôi. Cái đó là cái chắc như vậy rồi. Cho nên có nhiều người thích mua của rẻ mà trong mình mạnh gian, nhưng mà biết rằng mua của rẻ đấy còn thế nào có sự gian dối, có sự một bao bì trong đó, nghĩa là muốn có mua của tốt của đẹp thì phải có nhiều tiền, muốn nào tiền đấy. Có chỉ có cái gì ở trên trần gian vẻ đẹp cho bằng cái tình yêu vợ chồng đó. Và vì vậy cho nên chúng ta cũng phải trả một cái giá. Cái giá này không phải là ra chợ mua nó rẻ đúng được, mà cái giá này phải trả một cái giá. Cái giá là gì? Là sự kiên nhẫn. Cái giá là gì? Là sự tha thứ. Cái giá là gì? Là cái phải yêu thương nhau. Thì cái giá đẹp lắm, nhưng mà không có giá của nó. Nếu thiếu đi cái đó thì không mua được cái đẹp trong cái tình của chúng ta đâu. Và chúng ta biết rồi, ra chợ cái gì nó có giá của nó. Đi ra siêu thị rồi ra các cái cửa hàng, chúng ta tìm được cái giá của nó cả, chứ không phải là mà chúng ta mua, chúng ta phải chọn cái nào đúng, đồng tiền của chúng ta xứng đáng với cái giá thật. Vậy thì ở trên đường gian này cái gì đẹp hơn về tình yêu, chắc chắn chúng ta phải chọn rồi, và chúng ta phải trả giá rồi, phải trả giá chứ không phải đi dừng chứ mà được đâu. Nên thấy không đâu nói rằng cái tình yêu đôi bạn, tình yêu gia đình đẹp lắm, nhưng mà nó để ở đâu? Để trong vị sành. Quả là vị sành muốn nói rằng là cái vị sành thì dễ vỡ, cho nên ta phải nâng yêu, phải trả giá, phải những cái gì nó phải phải để cho nó thật nghiêm chỉnh hẳn hoi, nó là chuột nó đi vào cái động đậy vào nó, và có một cái gì va chạm nó sẽ vỡ đây có nghĩa là tình yêu sẽ bị phản ứng. Cho nên cái giá phải trả cho cái tình yêu gia đình là gì? Là sự nhẫn nhục, là sự tha thứ, là sự mà chúng ta cần phải kiên nhẫn ở trong cái gia đình. Tại sao chốt đứa anh hai chị này trao nhẫn với nhau, chứ nhẫn về vật chất thì có thể là kim loại vàng hoặc kim loại bằng vàng hoặc kim loại bằng một cái thứ nào đó quý đấy. Tại sao ta phải tìm nhẫn? Thưa vì cái nhẫn đó nói lên cái sự trao cho nhau. Mà cái nhẫn đấy về mặt khía cạnh là vật chất nó vậy, nhưng cái chữ nhẫn đấy muốn chúng ta biết rằng là giữ được tự ly gia đình yêu thương, giữ được cái tình yêu thủa ban đầu hôm nay cho mãi cho đến cuộc đời của chúng ta thì phải có sự nhẫn đủ. Cái nhẫn tự nhiên và cái chữ nhẫn nó là cái giá để chúng ta giữ được gia đình của chúng ta được tốt đẹp trong tình yêu của Chúa. À, có đôi lúc chúng thiếu cái chữ nhẫn, cho nên là chúng ta gia đình của chúng ta phải nói thật đi. Anh chị em cũng như tôi cũng vậy, chị em đấy là con người mà biết bao nhiêu những cái nó không vừa ý nhau, biết bao nhiêu cái bất lòng nhau, biết bao nhiêu những cái là khác biệt nhau, cái sở thích khác nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết được về chọn vẹn được mà và yêu thương, khi biết mình thôi thì mới nói được, biết người được. Một cái khó nhất ở trần gian này là cái biết mình. Biết người dễ lắm, chúng ta trông thấy người chúng ta có thể nhận định được con người như thế nào cả, nhưng mà biết mình thì lại là một khoa học rất là dài dòng. Mà biết mình thì mới có thể mà trang trải, có mới có thể mà chuẩn bị, mới có thể mà tha thứ được. Biết mình nghĩa là gì? Biết mình tức là mình cũng là những người có lỗi, có tội trước mặt Chúa, trước mặt anh chị em chúng ta. Mình cũng không phải là con người hoàn hảo, ai cũng vậy cả. Ai đặt mình là người hoàn hảo thì nói đó là sai, mà không ai hoàn hảo cả. Chỉ khi nào nhắm mắt vào đời, nằm xuống đáy lòng đất thì khi đó là không có, không phạm tội nữa mà thôi. Chứ còn một lần ra là con có thể sai lỗi, chúng ta xác định là như vậy. Cho nên là đã còn sai lỗi thì phải mình thông cảm với người bạn đời của mình, cũng là con người, cũng có những điều sai lỗi. Cho nên chữ nhẫn là phải nằm đầu, chữ nhẫn là phải luôn luôn đề cao, chữ nhẫn
không những là cái nhẫn này để đeo, mà cái nhẫn thì hàng ngày mình phải biết chứ rất là lớn trong gia đình của chúng ta. Đừng quên, và cái nhẫn đấy là giúp cho chúng ta làm sao để dễ tha thứ cho người bạn đời của chúng ta. Chúng ta dễ cảm thông với người bạn đời của chúng ta, vì nhìn cho thật kỹ thì chúng ta cũng là những người đáng thương, chúng ta là những người đã cần được sự tha thứ của anh chị em xung quanh của chúng ta, thì mình phải tha thứ. Nếu không được mình ích kỷ, cái kỷ mấy kỷ thì tất nhiên là ích kỷ là gì? Ích kỷ là chỉ có yêu mình mà không yêu người bạn của mình thì đấy là ích kỷ. Cho nên cái ngày đẹp hôm nay như là một cái vật, được cái kỷ niệm cho các anh chị hôm nay, cũng mà được được chia sẻ đối với công bà của anh chị em, chúng ta sẽ nhắc lại để làm sao cho cái gia đình chúng ta được đẹp. Và chúng con nhớ ngày hôm nay thì chúng con nghĩ rằng chẳng có những cái có thể va chạm ở đời sau, ngày sau này đâu, luôn luôn là ngày nào nghĩ mà. Nhưng mà biết bao gia đình cũng ngày đầu cũng thấy đẹp lắm, đẹp hơn chúng con nhiều, nhưng mà rồi cũng lại xảy ra những cái nọ những kia, là vì sao vậy? Vì thiếu chứng nhân. Vì vậy hôm nay là chúng con biết được điều, biết rằng là con người của chúng ta, rồi gia đình của chúng ta cũng thấy đẹp lắm, nhưng mà chúng con cứ tin tưởng nhau, tin tưởng nhau, để cứ cái tin tưởng nhau nhiều thì chúng ta sẽ được cảm thông tha thứ cho nhau, tin tưởng nhau niềm tin là bất niềm tin với nhau rồi thì cái đó bắt đầu là bắt đầu nghi ngờ, cứ từ nghi ngờ cho đến cái chỗ đổ vỡ không xa nữa. Vì vậy chúng ta, mỗi người chúng ta muốn giữ được gia đình hạnh phúc thì chúng ta cố gắng nhận được yêu thương nhau, cố gắng nhận được tha thứ cho nhau, chỉ có tha thứ mới giữ được hương vị trong gia đình chúng ta trong yêu thương mà thôi. Chúc chúng con luôn luôn là biết cảm thông với nhau trong cuộc sống hôn nhân. Chúc chúng bà mẹ chị em chúng ta một cái tiết tha thứ để tình yêu của mỗi người chúng ta, tình yêu của gia đình của chúng ta luôn luôn được gắn bó, không những gắn bó hôm nay và gắn bó cả cuộc đời của chúng ta, để chúng ta gắn bó mãi cho lúc khi chúng ta đầu bạc răng nhau, chúng ta sẽ được cái hình cái tình yêu viên mãn trước trẻ của chúng ta đến nước trường. Cấu bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt cửa thánh viên của thánh và cộng đoàn. Tuy tôi đang đồng tay ban phúc lành với tình yêu phu phụ của các con và được quý vị đặc biệt vào làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như những người đã dùng ý thức thanh tẩy mà thánh viên chúng con. Với vậy chúng bà của thánh trao hỏi các con về ý định kết hôn của các con. Anh Du Xe Chín và chị Maria Hảo, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa không. Khi chọn lựa sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và thương lòng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái mà nó sẽ ban và đã thực cúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Bởi vì các con đã quyết định một lần giao ước hôn nhân thánh thiện, các con đã nắm tay nhau nói lên sự sợ hãi của con đức phật Kitô và hội thánh không? Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn đi sự ưu thuận của các con vừa bày tỏ trước mặt hội thánh, và xin Chúa luôn đổ phúc lành của Ngài lên các con. Xin gì nhiên Chúa thiết lập loài người không được không đi nào ba chúa công Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những kiến nghĩa này mà làm những gì để yêu lòng thương thủy này.
nhằm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em nên thân cha và con cùng chúng ta hộ cả con chúng ta vui với người vui, buồn với người buồn. Hôm nay các anh chị là ngày vui của các anh chị. Chúng ta đến đây để chúc cho các anh chị cái chúc của người Kitô giáo chúng ta là xin Chúa nhờ vào lời cầu, nhờ vào ơn của Chúa để cầu nguyện cho các anh chị. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết cho các anh chị. Hội thánh như hiền thê yêu quý của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa và giữ gìn hội thánh, để hội thánh luôn trong trong vinh tuyền và thánh thiên, xứng với sứ mạng của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho gia đình hai hòa được vui sống bình an trong tình phong ai linh đế và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đời sống hôn nhân gia đình đơn trần gian luôn pha lẫn vui buồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn y lời kết ước của mình để sống chung tin với Chúa và với nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôn nhân gia đình là một ơn gọi cao quý và quan trọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta biết tổ chức tổ ấm gia đình thành một công đoàn đầy tin cần cầu nguyện để góp phần làm chứng cho Chúa bậc đời sống mang ai yêu thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin nhận lời Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa đã khôn ngoan xếp đặt
Chúng con cầu xin được Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Này Chúa cho sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định nể nuôi cho cả điều này là trong luật được sinh ra để điểm tô thế giới và các con người được thay sinh để làm cho hội thánh thêm trong Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người của các thiên thần ở toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô. Chúng ta sẽ đi các đôi, buồn vui đã thành buồn,
trước mặt Chúa, trước mặt Chúa Thánh. Và hôm nay chúng ta thấy các hành vi mới trước mặt chúng ta. Chúng ta hãy tha thiết yêu cầu phương này của Chúa xuống kiến với tôi ở trong này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phục trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ ý thích của Chúa. Này cha chi thanh đã sắp thành toàn thể thế giới, cha đã dựng nên người nam và người nữ trong hình ảnh cha, và đã muốn cho con hoàn của họ được tràn đầy phúc lành của cha. Chúng con kiên tu này xin cho những tôi tới cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ vị thế thôn phu. Này Chúa, xin luôn đổ chân mở phúc này của Chúa xuống trên các chị và bản thân năm của các chị là các anh. Xin Chúa dùng quyền lực thanh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn các anh chị để đi vui mừng sự giao hiến cho nhau trong hôn nhân. Các anh chị biết dùng con cái điểm tôi cho gia đình và làm cho hội thánh được liên phong phu. Này Chúa, xin cho các anh chị biết tới khen Chúa khi vui, tìm đến cho lúc buồn, khi nao nhào được vui mừng vì con Chúa diễn diễn phụ trì, lúc nằm nhào cảm thấy Chúa vẫn bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thanh thiên và nằm trên cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đơn đạo bạn bè bao quanh vui hưởng với giải hạnh phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ đến khi đó Chúa chúng con. Chúa cho con người bạn đường sống.
ta dâng lời cầu nguyện. Nay Chúa được thanh miễn bản nghiệp của Chúa, chúng con này chúng con thiếu do những người ta kết hợp với nhau bằng hy sinh của tôi, luôn biết thanh to với Chúa và tạo tiền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.